Mời quý vị và cả bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Thưa quý vị và cả bạn, không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu khắp khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, trời rét và mưa rả rích. Nhiệt độ thấp nhất khu vực này phổ biến từ 16 đến 18 độ, riêng vùng núi Bắc Bộ từ 13 đến 15 độ, vùng núi cao còn nơi dưới 10 độ. Hình thái thời tiết trên khả năng còn duy trì ở những khu vực này trong nhiều ngày tới, khi dự báo khoảng từ đêm mai sẽ có tiếp đợt không khí lạnh tăng cường. Ngoài ra, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định trong ngày mai vẫn có mưa rào, nền nhiệt thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, chịu tác động của gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Vùng biển ven bờ từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét. Khu vực giữa Biển Đông, độ cao sóng từ 2 đến 3,5 mét. Khu vực Quảng Bình, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ dao động từ 22 đến 27 độ, vùng núi có nơi thấp nhất 20 độ. Phần nhiệt độ chi tiết cả vùng trong tỉnh ngay sau đây sẽ kẹp lại bản tin này. Xin kính chào và hẹn gặp lại.